cạnh những diễn biến của môn nhảy cao tại 10 môn phối hợp thì chúng ta sẽ còn tới với chung kết của 200m nữ. Đó là phần thi chung kết với sự có mặt của một vận động viên Việt Nam. Cô gái sẽ tranh tài tại nội dung 200m. Đại diện của Việt Nam là Kha Thanh Trúc và Trần Thị Yến Nhi. Đó là những vận động viên sẽ tranh tài tại chung kết 200m nữ. Giành huy chương vàng ở nội dung này tại kỳ SEA Games lần trước là Veronica Shanti Pereira của Singapore với thành tích là 23 giây 52. Huy chương bạc và huy chương đồng đều là những vận động viên của Philippines Kyla Richardson và Kayla Richardson. Trước đó năm 2019, huy chương vàng là Christina Nốt của Philippines và Lê Tú Trinh của Việt Nam năm đó giành huy chương vàng. Các vận động viên sẽ xuất phát lại chung kết 200m nữ. Veronica, vận động viên đang giữ huy chương vàng, đã bước đi rất nhanh và là người dẫn đầu. Bước chạy rất nhanh của Veronica và không ai có thể cạnh tranh với cô được. Không thể cạnh tranh được với Veronica Shanti Pereira. Đó là một thành tích rất ấn tượng của Veronica nếu chúng ta biết rằng năm ngoái cô giành huy chương vàng với thành tích là 23 giây 52. Và sau thành tích của chính mình, cảm giác rằng dù đã rất cố gắng nhưng hai vận động viên của Việt Nam sẽ không thể cạnh tranh được dù chỉ là huy chương đồng. Cô gái còn rất trẻ và họ là những niềm hy vọng cho tương lai chứ không phải là ở thì hiện tại. Đây là huy chương vàng đầu tiên của Điền Kinh Singapore tại SEA Games năm nay. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những bước chạy rất nhanh của Veronica. Như vậy là Trần Thị Như Yến của Việt Nam đã giành được huy chương bạc với thành tích là 23 giây 54. Đó là một kết quả rất khả quan. Huy chương đồng thuộc về Jun Fikli của Malaysia. Trần Thị Nhi Yến đã rất cố gắng để bứt tốc trong những mét cuối cùng và giành được tấm huy chương bạc.